Đây là nhà chị Lê Thị Minh Hiền, thôn An Phú, xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn. Kể từ ngày tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình cho cả 4 thành viên, chị Hiền đã gác đi nỗi lo về bệnh tật. Chị tâm sự, khi có chiếc thẻ bảo hiểm y tế trong tay thì chị và chồng mình an tâm hơn, đỡ phải lo nghĩ nhiều về việc lấy tiền đâu để chi phí khi không may mắc bệnh. Và ở tình huống đau ốm phải đi viện thì cũng đã được nhận các chế độ ưu đãi của nhà nước. Trước kia, với những người nông dân ở An Phú, mỗi khi vào bệnh viện thì tiền viện phí là điều khiến cho nhiều gia đình phải lo lắng. Chính vậy, khi ngành bảo hiểm xã hội tuyên truyền về việc tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, bà con nơi này đều nhận thức được và tự nguyện tham gia. Hồi mới thì cũng chưa biết, cũng có những chị của bên bưu điện về, chị cũng có phổ biến. Rồi bắt đầu người dân họ nắm bắt rồi mới tham gia. Rồi lần lần người dân với nhau họ truyền ra với nhau để mà người ta cùng tham gia với nhau. Bảo hiểm này mình không mong là mình sẽ là mua rồi mình sẽ đến bệnh viện thường xuyên. Nhưng mà cái này là mình mua nhưng mình cũng cầu mong là mình được khỏe. Và mình để cái phần đó để giúp lại người ta, chia sẻ để những người họ bệnh hoạn hơn là trên cái cộng đồng xã hội hiện nay. Cũng giống như chị Hiền, bà Nguyễn Thị Kim Hoa, thôn An Phú, xã Phú Thọ, không chỉ tham gia cho gia đình mình mà bà còn nhận thức rõ việc tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình là cách để san sẻ với cộng đồng xã hội, để những người khó khăn, đau ốm được hưởng quyền lợi. Chính vậy, với vai trò là cán bộ phụ nữ ở thôn, bà luôn nhiệt tình tư vấn cho chị em phụ nữ để họ cùng tham gia. Xem trong tài liệu cũng như có công về tư vấn là bà thấy rất là hưởng mộ. Bà cũng có tuyên truyền, nói chung là cuộc họp truyền thông, ví dụ cuộc họp là tối tháng 3 20/10 hoặc cuộc họp sinh hoạt hàng quý của phụ nữ thì bà cũng có đưa ra tuyên truyền vấn đề đó. Theo Bảo hiểm xã hội huyện Quế Sơn, địa phương này còn nhiều khó khăn với phần đông là lao động nông thôn, kinh tế chưa dư giả nên khi bắt đầu triển khai chính sách bảo hiểm y tế hộ gia đình thì ngành gặp khá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng cách làm hay như lồng ghép nội dung vào các cuộc sinh hoạt ở cơ sở, nhờ các vị hưu trí có uy tín tham gia tuyên truyền cho chính sách. Qua trưởng thôn, rồi qua những cái bậc hưu trí, thương binh, thì họ là những người mà tuyên truyền sâu rộng nhất đến với người dân. Vì chính họ là người có uy tín, có tuổi tác và có bề dày, và họ phân tích rõ ra cái chế độ chính sách của nhà nước. Theo số liệu năm 2018 thì Bảo hiểm Quế Sơn đã tham gia được 92% và cố gắng đến 2020-2021 sẽ đạt 100%. Cái ý nghĩa lớn nhất trong cái chính sách đó là làm thế nào đó mà để cho trách nhiệm của mỗi công dân người ta được thể hiện bằng cách chia sẻ với nhau trong từng hộ gia đình trước, sau đó cho đến khối phố, thôn, bản, xã, phường, cấp huyện, cấp tỉnh. Chúng tôi đã và đang thực hiện điều tra về dữ liệu của hội gia đình. Thông qua đấy thì chúng tôi lại thống kê được là trong một cái khu phố, trong một cái thôn, một bản, một phường, xã bao nhiêu hộ là chưa tham gia. Đồng thời là trong mỗi gia đình thì còn có bao nhiêu người chưa tham gia nữa. Tuy nhiên luật là bắt buộc là phải tham gia hết toàn bộ những người trong bảo hiểm y tế thì mới thực hiện bảo hiểm y tế. Nhưng mà trước mắt thì chúng tôi cho rằng là làm thế nào đó mà nâng cao độ nhận thức của người dân và họ tự nguyện, tự giác tham gia thì đó là một cái việc phát triển bền vững. Tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình không chỉ là cách để người dân bảo vệ, chăm lo cho sức khỏe của người thân mình, mà rộng hơn là cách mỗi người dân cùng san sẻ với cả xã hội, với nhà nước trong công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân. Đây cũng là cách để người dân góp phần vào việc chống mất cân đối quỹ bảo hiểm y tế, giảm bớt gánh nặng, áp lực đối với một chính sách ưu việt của nhà nước ta.